Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Copy của mình. Thì hôm nay không phải mình dắt các bạn đi xem cái trại nào hết. Đây là mình đi giao lưu với một anh ở Cam Ranh, ở quê mình á. Thì ảnh thì nuôi, ảnh mới nuôi đây thôi nên cái dòng cá của ảnh thì không có nhiều, nhưng mà các bạn nhìn quy mô của ảnh đầu tư nè. Đó. Mới chơi cách đây vài tháng, 4 5 tháng vậy thôi các bạn. Mà quy mô rất là lớn. Thì cái này thì ảnh chơi từ cá beta, ảnh chơi qua lại cá guppy các bạn. Nên những cái dụng cụ đồ còn sẵn á, nên còn nên các bạn thấy nhiều hồi á, nhưng thực sự là rất là ít cá. Thì mình đi, thường mình đi quay đây á thì để mình để khuấy động cái phong trào chơi cá lên thôi, chứ mình thì cũng không có chủ đạo là quay cá nha các bạn. Cá thì ở đâu cũng rất là nhiều người quay rồi, nên giờ mình chỉ quay cái mô hình cho các bạn tham khảo thôi nha. Đây, mình sẽ đi chi tiết thêm một xíu cho các bạn xem. Hồ này là hồ nước lá bàng nè các bạn. Ảnh sục nước lá bàng, ảnh nuôi luôn. Ảnh nuôi cá bằng nước lá bàng, ảnh để vậy xong các bạn thay nước á. Các bạn để có thể một cái ý kiến hay là các bạn thấy tham khảo của ảnh nè. Là ảnh có thể là mình làm nước mới á, mình không cần bỏ lá bàng luôn. Mình làm chỉ nước mới xong mình múc nước này mình bỏ vô luôn, không cần ngâm lá bàng luôn các bạn. Là cá nó vẫn cũng khỏe nha. Rồi tới cái dàn oxy của ảnh nè. Thì mình cũng thấy nhiều người làm rồi, thì mình cũng review lại sơ cho các bạn xem thôi. Đây là một cái máy oxy, rồi đi qua những cái đường ống nhựa PVC nè. Đây là những cái khớp cái van nè, những hồ cá đều có. Thì cá của ảnh thì ảnh mới chơi đây thôi nên chỉ có vài dòng cơ bản và nó chưa đẻ nhiều các bạn, nên chỉ có vài con cơ bản à. Đây là trong đây là coi sọt nhưng mà nó ít lắm, có 4-5 con à, mà 4-5 con nhưng mà ảnh nuôi hồ to quá nên giờ lục cá ra cũng không thấy nè. Rồi bên đây là hồ cá con của ảnh nè, mới đẻ cách đây mấy ngày, 4-5 ngày đó. Cá con thì ảnh ở tại do ở Cam Ranh á, quê mình á, thì không có bo bo nha. Ảnh sẽ ấp Artemia. Ảnh ấp Artemia cho mấy cái này nè. Rồi ảnh cho cá con ăn nha. Rồi vài ngày như vậy cũng cá cũng lớn rồi nè các bạn. Cá lớn như vậy là cũng ok rồi đó. Qua hồ bên đây thì đây là coi red ribbon nè. Con này con trống thôi. Coi red ribbon trống, ảnh để đây, ảnh mới mua về thôi. Còn đây là coi sọt không có ribbon nha, coi sọt bình thường à. Nói chung là cái đa dạng cá của ảnh thì có, nhưng mà hiện tại là mới nuôi nó đẻ chưa nhiều á, nên không có nhiều cá cho các bạn coi nha. Đây này, đây có mấy con cá đẹp nè các bạn. Coi red ribbon tay bơi bướm mà phin sắc phin gần xe nè, nó nhát lắm đó. Đây là coi red ribbon nha. Lấy nét nó không lấy nét được rồi. Các bạn thấy, các bạn quay tham khảo cái mô hình thôi nha. Thì mình cũng đi tham khảo, đi quay rồi mình cũng có chia sẻ cho ảnh một ít cái kinh nghiệm của mình để về ảnh nuôi. Thì ảnh nuôi con full gold này các bạn, ảnh nuôi full gold mà nuôi cho nền đen là sai rồi nè. Thì để mình cũng nói ảnh rồi, ảnh kể để anh thay lại cái nền khác. Con full gold mà nuôi nền đen là sẽ không có lên vảy lên đồ nha, nó cái màu nó sẽ sầm đen lại như cái hồ vậy đó, nó không có còn đẹp như con full gold mình thấy nữa. Full gold các bạn nên nuôi cái nền trắng á, nền trắng mà để ngoài ánh sáng nhiều á, là nó lên vảy, lên tay, lên đồ rất là đẹp luôn. Và nó có giá trị, con cá nó lên được một giá trị khác nữa. Ví dụ như con này mình bán cặp có 50.000, nhưng mà cái con kia lên vảy, lên tay tùm lum thì mình bán cỡ 200-300.000 một cặp là bình thường nha các bạn. Đó, mình nuôi phải khoa học và có một chút kinh tế cho mình nữa. Đây các bạn, đây ảnh chữ dùng chỉ bằng cách này nè. Ở Cam Ranh mình á thì tìm cá cảnh người ta không có bán chùm chỉ, mà chỉ có mua lại từ những anh em chơi cá thôi.
thì anh mua từng đây là hơn đây xíu nữa là 50 ngàn, anh cho ăn từ mùng mấy tới giờ, tại do anh có mấy con cá thôi nên anh cho ăn từ mùng mấy tới giờ luôn á, cũng không hết luôn, từ ngày 30/27 vậy đó, tới bữa nay là mùng 7, mùng 8, mùng 7, mùng 6 rồi, cỡ gần 10 ngày rồi mà trùng mới chưa ăn được một nửa các bạn. Anh chữ cũng hay, anh chữ anh kêu trùng vẫn còn khỏe nè, anh kêu là anh hay cái hay của anh là anh cho ăn cám luôn, anh lấy cám cho cá ăn á, rồi anh xay nhuyễn ra, đầm dầm nhuyễn ra, anh cho trùng ăn, bỏ 2-3 tiếng sau á là con trùng nó ăn rồi á thì sẽ nước nó sẽ đục là anh thay nước, rồi cứ ảnh cứ ngày cứ làm vậy, như là làm như vậy á thì một ngày anh cho ăn lần à, là con trùng nó vẫn khỏe, vẫn đỏ nè, là nó sụt oxy vậy đó. Đây là cái mình có tạo, chỉ cho ảnh tạo cái môi trường nước mới của theo cách của mình nè, để sau này thử ảnh nuôi cá thử có hiệu quả hơn không nha. Đây hồ mấy hồ sau của lúc ảnh chơi beta nè. Hồi xưa ảnh chơi beta nhiều lắm. Hồ nhiều. Nói chung ở khu này rất là nhiều, rất là đầu tư luôn. Chơi đây là mấy hồ cá tạp, cá vi sinh đó các bạn, ở ngoài hồ đó, nhiều đó. cá đỏ, cá đồ á, ảnh nuôi ngoài đây cho vui nè. Mình thấy là cái quy mô ở quê mà chơi như vậy là cũng rất là vừa đồ á, cái dàn một dàn vợt đồ nè, đi đâu cũng thấy vợt hết. Nói chung để vô khu chăm sóc cá của ảnh này nha, thuốc tùm lum thuốc luôn nè, ảnh cũng chuyên mua lắm, BSB đồ đau BH, mấy cái đồ đây tê cha nhật nhiều lắm các bạn ơi, tê cha nhật, đây là cái này đồ câu, đây là đồ đo độ mặn nữa các bạn, đồ mặn, mấy cái loại vitamin cho cá nữa, đây nhiều lắm các bạn. Thì đó, mình chỉ quay sơ bộ để các anh em có thể tham khảo cái mô hình nha mọi người, tham khảo để mình có thể nuôi theo cách của anh này, hoặc là mình tự sáng tạo ra một cái cách mới nào mình nuôi để cho nó hiệu quả và theo đuổi cái đam mê của mình nha. Rồi, video tới đây cũng dài rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Minh Guppy nha. Cuối video xin cho mình một đăng ký kênh nha. Rồi, cảm ơn các bạn.